Tối ngày 4 tháng 3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã triệu tập làm việc với nhóm thanh niên chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, vung mã tấu chém ô tô trên quốc lộ 55. Công an xã Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã triệu tập các thanh thiếu niên có liên quan đến vụ việc vung mã tấu chém vào xe ô tô rồi tăng ga bỏ chạy. Tại km 105 700 quốc lộ 55 xảy ra chiều ngày 3 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, khi tài xế lái ô tô trên quốc lộ 55 hướng Bình Thuận đi Lâm Đồng đến địa điểm trên thì gặp một nhóm nam nữ đi 3 xe máy, không đội nón bảo hiểm ở chiều ngược lại. Lúc này, một thanh niên ngồi sau xe máy thứ nhất vung mã tấu chém vào phía kính chiếu hậu của ô tô. Theo sau còn có một nữ thanh niên giơ điện thoại lên giống như để quay lại đoạn clip trên và cười đùa. Rất may, tài xế đang chạy xe sát lề nên tránh được cú chém. Vụ việc đã được camera hành trình ghi lại toàn bộ. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi, trong đó D, H, T, 17 tuổi, trú tại xã Đa My, chính là người dùng mã tấu chém vào kính chiếu hậu của ô tô với mục đích để chứng tỏ bản thân. Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.